Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến mọi người chín điều mà mọi người phải mất cả đời để học. Thứ nhất, tốt với chính mình. Rất nhiều người luôn phấn đấu để trở nên hoàn hảo. Họ thậm chí còn không nhận ra điều đó. Họ tự trói mình trong mọi thất bại. Họ luôn mong đợi ở bản thân nhiều hơn và cảm thấy có lỗi vì đã dừng lại để nghỉ ngơi. Nhưng chúng ta là con người, mong đợi sự hoàn hảo ở một người bình thường là điều không hợp lý. Bạn đang tự thiết lập một tiêu chuẩn không lành mạnh và không thể đạt được cho chính mình. Về cơ bản là bạn chỉ đang tự làm mình thất vọng mà thôi. Đúng vậy, luôn cố gắng hết mình là rất quan trọng. Nhưng bạn cũng cần nghỉ ngơi và thường xuyên thất bại ư? Không, không sao cả. Học cách nhẹ nhàng và tử tế với chính mình và tìm thấy vẻ đẹp trong trải nghiệm của con người. Thưởng cho mình những ngày nghỉ ngơi, tự an ủi sau những ngày buồn bã, tha thứ cho bản thân về những lỗi lầm. Quan trọng nhất, hãy từ bi với chính mình, bởi bạn xứng đáng với điều đó. Thứ hai, đừng làm việc quá nhiều. Có rất là nhiều người dành phần lớn thời gian để theo đuổi ước mơ của họ và hy vọng đạt được thành công lớn. Làm việc chăm chỉ là điều tuyệt vời và thật tốt khi bạn có chí tiến thủ như vậy. Nhưng hãy chắc chắn rằng bạn đang không quá lạm dụng nó để rồi bỏ bê tất cả các khía cạnh khác trong cuộc sống mình. Sự nghiệp là rất là quan trọng, nhưng gia đình cũng vậy, sở thích cũng vậy và thời gian thư giãn của bạn cũng vậy. Chẳng ai trước khi qua đời là ước có thêm vài tiếng nữa để làm việc cả. Bạn sẽ muốn dành nhiều thời gian với những người thân yêu nhất. Có thể thay vì lãng phí thời gian, bạn có thể làm việc suốt đêm, bỏ qua những buổi tối cùng gia đình. Thứ ba, biết ơn chính là chìa khóa. Biết ơn rất quan trọng, nó quyết định những gì bạn có thể có được. Nhiều người mắc sai lầm khi tập trung quá nhiều vào những gì họ thiếu hoặc những gì họ muốn mà quên rằng họ đang được hưởng một đặc quyền như thế nào. Và hãy biết ơn là vì sao. Thứ nhất, có một công việc giúp thanh toán hóa đơn hàng tháng của bạn. Thứ hai, có những người quan tâm đến bạn. Thứ ba là có một tính cách mạnh mẽ vượt qua những nghịch cảnh. Giường, nước, máy sưởi, điện và những thứ xa xỉ nhỏ khác của bạn. Thứ năm là sức khỏe tốt. Thứ sáu là những kỷ niệm đẹp mà bạn có. Thứ bảy là những bài học bạn đã học được từ nhiều một sai lầm nào đó. Rồi, điều thứ tư, thất bại là một bài học. Nếu bạn không phạm lỗi, bạn sẽ không bao giờ có thể học hỏi hay trưởng thành. Cuộc sống chính là một vòng tuần hoàn ngã xuống và đứng lên, ngay cả khi điều đó rất khó khăn. Mỗi sai lầm và thất bại sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn. Nó ban đến cho bạn những kiến thức mới, nó giúp bạn thông minh và sắc bén hơn, và nó đảm bảo rằng bạn sẽ không phạm phải sai lầm đó một lần nữa. Và đừng để nỗi sợ sự thất bại cản trở bước tiến của bạn. Đừng cho phép nó kéo bạn ra khỏi việc chấp nhận thử thách. Nắm bắt từng lỗi lầm và nhìn lại bài học mà nó đã dạy bạn, và sau đó tiếp tục tiến lên. Những rủi ro không nên là thứ khiến bạn nặng nề. Ý nghĩa của chúng là để dạy cho bạn một cái gì đó và giúp bạn tiến xa hơn. Điều thứ năm, tốt bụng. Lòng trắc ẩn là miễn phí và nó dường như không bao giờ là đủ. Đó là lý do tại sao dành thời gian để đối xử tốt với những người xung quanh mình, bất kể họ là ai, một điều rất là quan trọng. Đó là điều mà nhiều người không học được cho đến khi họ già. Vì vậy hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Cho đi hơn là nhận lại. Hãy tử tế mọi lúc mọi nơi, chẳng hạn như là bạn mỉm cười với mọi người khi bạn đi ngang qua họ, tặng một món quà cho người mà bạn quan tâm, khen ngợi ai đó một cách chân thành, đề nghị trả tiền khi ai đó mời bạn đi ăn nhưng họ lại đang buồn. Làm những điều tử tế cho người khác là một cách tuyệt vời để tạo ra sự khác biệt nho nhỏ và cải thiện suy nghĩ tích cực của bạn. Dẫu sao thì lòng tốt sẽ sinh ra lòng tốt. Điều thứ sáu là sống cho hiện tại. Rất nhiều người trong chúng ta luôn mang theo mình chiếc hành lý cảm xúc từ trong quá khứ. Nó khiến bạn luôn tập trung vào những thứ đã qua, kìm hãm bản thân hướng tới tương lai. Mặt khác, một số người lại mang quá nhiều lo lắng về tương lai. Họ liên tục băn khoăn về việc quyết định sai lầm và quanh co trong tình trạng tồi tệ vì họ chưa đủ sẵn sàng. Tâm trí của họ luôn hướng về phía trước, tập trung vào những điều mà họ thậm chí còn chưa biết. Bí quyết cho một cuộc sống tích cực hơn đó là hãy sống vì hiện tại. Học cách nghĩ về quá khứ mà không dựa dẫm vào chúng. Học cách nhìn về tương lai mà không để chúng lấn át bạn.
tập trung vào những gì đang xảy ra ở hiện tại, những người xung quanh bạn và nơi mà bạn đang ở. Không có gì là mãi mãi, vì vậy hãy tận hưởng khi bạn còn có thể. Điều thứ 7, chần chừ sẽ kéo bạn xuống. Bạn có biết rằng thói quen xấu này thực sự có thể làm rối tung các cơ hội của bạn cho một tương lai tốt đẹp hay không? Thời gian là tiền bạc, vì vậy bạn cần biết cách quản lý nó một cách chính xác và theo một hướng tích cực. Điều này sẽ giúp bạn cảm thấy mình kiểm soát được cuộc sống của bản thân mình nhiều hơn. Bạn sẽ rất ngạc nhiên về kết quả và chất lượng mình có thể đạt được khi vứt bỏ thói quen hay trì hoãn của mình đi. Điều thứ 8, thay vì chỉ nói suông hãy hành động. Ai cũng biết điều này, nhưng lại vô cùng ít người có thể làm được. Bạn tin những lời hứa và lời nói dối của người khác. Bạn cũng tự nói với mình những điều không đúng, chỉ để thuyết phục bản thân về một điều gì đó không đúng đang diễn ra. Lời nói có tác dụng an ủi, đó là điều chắc chắn, nhưng chúng sẽ chẳng có nghĩa gì nếu không đi kèm với hành động thực tế. Ngừng tin tưởng lời nói của người khác và bắt đầu tập trung vào những gì họ làm. Ngừng nói với bản thân những gì bạn sẽ làm, mà hãy bắt đầu thực sự làm điều đó. Điều thứ 9, muốn có được một hạnh phúc, bạn phải nỗ lực. Nhiều người dường như luôn mong đợi hạnh phúc sẽ đến với họ một cách tự nhiên. Thật không may, đây không phải là cách mà mọi thứ hoạt động. Những người bạn thấy xung quanh, những người trông có vẻ rất hạnh phúc và vui vẻ, thực ra đã trải qua rất nhiều khó khăn và thử thách để có được nó. Hạnh phúc là một sự lựa chọn, bạn phải muốn nó và sẵn sàng làm việc để đạt được nó. Trên con đường đó, bạn thậm chí có thể phải buông bỏ niềm kiêu hãnh hoặc cái tôi của mình. Cuộc sống là cải thiện và trưởng thành. Chỉ có không ngừng phát triển và cải thiện bản thân, bạn mới có thể tìm thấy được hạnh phúc đích thực. Vì vậy, hãy tận dụng tối đa những gì mà bạn đang có. Cuộc sống rất là phức tạp, nên ném chướng ngại vật nào vào những người đang cố gắng vượt qua nó. Nhưng khi bạn được trang bị những bài học mà hầu hết mọi người phải mất cả đời để học được, bạn sẽ mắc ít lỗi hơn và vượt qua những chướng ngại vật kia một cách dễ dàng hơn. Rồi, chúc các bạn nghe video vui vẻ và rút ra những bài học cho mình. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.